La 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 la. Hey, trời ơi, trong rừng này nhiều tổ ong quá. Phải lấy thật là nhiều tổ ong đem về nhà để gọi là chấm bánh mì ăn mới được. Trời ơi, bên đây còn thêm một cái nè. Ok, quay. Trời cái nè, đó. Rồi, tổ ong. Tổ ong đâu, tổ ong đâu. Ui, nó văng qua đây, văng qua đây. Ok, lẫm nè. À, wow, hôm nay kiếm được quá trời tổ ong luôn bạn ơi. Coi nè, coi nè. Một nùi tổ ong luôn, kỳ này tha hồ mà ăn. À mà quên nữa, mình quên mất. Mình phải chào mấy bạn fan đã chứ. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì như anh em đã thấy là hồi nãy đến giờ mình đã gọi là đi farm mật ong mấy bạn ơi. Dạo gần đây trong cái rừng này nó có nhiều mật ong lắm mấy bạn ạ. Mình sẽ đi farm thật là nhiều mật ong luôn để mình đem về nhà mình chấm mật ong với bánh mì mình ăn mấy bạn ơi. Có bạn nào thích ăn bánh mì chấm mật ong không? Mình nghe nói là có nhiều bạn rất là thích ăn bánh mì chấm mật ong nè. Rồi cũng có nhiều bạn rất là thích ăn bánh mì chấm sữa nữa. Trời ơi, nghe nói rất là ngon luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi kiếm thật là nhiều mật ong đem về nhà chấm sữa mới được. Rồi xong té xuống hố luôn bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, ướt hết người cái tui luôn rồi. Thôi xong rồi, trời ơi, phải về nhà thay đồ thôi. Ủa bên kia có ai vậy ta? Hình như là Kairon với Camui phải không nhờ? Ủa, để mình chạy qua mình coi coi. Trời ơi, chị Camui, em nói chị nghe nè, chị là người lớn mà bây giờ chị bắt em đập cái này là sao hả chị hai? Trời ơi. Em không đập thì ai đập, trời, chị là con gái em phải sao chứ, con gái con trai phải mạnh mẽ lên mà không lên mà đập đi chứ. Nhưng mà chị lớn tuổi em. Ơi ơi, hai người kia. Hai người kia, ủa có chuyện gì mà hai người đứng đây cãi nhau vậy? Hả? Ủa trời ơi. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, bạn coi kìa. Ui ui, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một cái tổ ong nó to đến như vậy luôn bạn ơi. Trời. Ê, hai người kia, em thấy cái tổ ong này trước nha. Em xí nha. Gì vậy, bậy rồi bạn. Trời ơi, nguyên cái tổ ong bự và bá như thế này cả team mình ăn cũng hết nè bạn, bạn lấy mình lần sau. Tôi không cần biết. Bây giờ một trong hai người hồi nãy đứng cãi nhau không ai chịu lấy cái tổ ong thì thôi giờ tôi lấy nha. Vậy này là của tôi nha. Nhưng mà chờ nó lấy xong rồi mình cướp. À cái gì? Chờ em lấy xong rồi cướp hả? Còn lâu nè, cho chị nhìn nè, sản nè, rồi rìu nè, đó kiếm nè, các kiểu đầy đủ hết nha. Dám cướp của em không? Kairon có súng luôn hả? Thì nói chung người ta thường nói là chia ngọt sẻ bùi đúng không? Bọn mình có được gọi là đồ ăn thì bọn mình phải chia cho nhau chứ đúng không? Đó, đúng thì, rồi. Bây giờ cái tổ ong này nè, để mình lấy nó về xong rồi bọn mình chia cho làng Hero Team bọn mình ăn ha ha ha. Kairon cất súng vô đi, đừng cầm súng ra, mình sợ lắm. À đâu, mình đâu làm gì đâu, mình chỉ cầm chơi thôi bạn. À ok. Trời ơi, Kairon hãy dụ bạn ơi, Kairon có súng. Trời ơi, làm sao mình đấu lại Kairon đây? Thôi cãi đi. À, thôi bây giờ vậy nè. Bây giờ ủa mà sao tự nhiên hai người lại đứng đây cãi nhau không chịu lấy mật ong đi? Trời ơi, em nghĩ cái tổ ong to đúng như này chẳng lẽ đằng trong không có ong chúa hả? Ủa, ong chúa hả? Ừ đúng rồi ha. À. Cái tổ ong nó to như thế này thì tất nhiên là bên trong nó phải có mấy con ong to là to luôn. Mình mà đập ra một cái là ong nó dí nó chích mình chết luôn á. Ôi, giờ sao ta? À đúng rồi, Kairon, tôi nói ông nghe nè. Kairon ơi, tôi có một cái cách này rất là hay nè. Bây giờ tôi với ông á chỉ cần lại đây nè, lấy một ít mật ong hiểu không? Lấy một ít mật ong sau đó tôi với ông á sẽ đem lại chỗ chị Camui nè. Mình sẽ chét lên trên đầu của chị Camui. Đó. Thế là mấy con ong nó nhìn thấy chị Camui có mật ong nó sẽ đuổi theo và bọn mình sẽ đặt tổ ong rồi bọn mình lấy mật ong. Hợp lý không? Hợp lý bạn ơi. Sao không chọn là em mà lại là chọn là chị? Tại vì chị là lớn hơn bọn em. Kairon mới có 17 tuổi à. Em thì chỉ có mới có 19 tuổi thôi. Còn chị Camui thì đến tận gọi là 20 mấy tuổi. 30 tuổi. Đúng rồi, cho nên là chị Camui phải là người làm. Nhưng mà em à, Các em là con trai thì các em phải các bạn gái. Bọn em có súng nè, bọn em có kiếm nè. Kairon ơi, tôi nói bạn nghe nè. Bây giờ bạn thì có súng á, tôi có kiếm nè. Nhưng mà bả thì bả có nguyên cây đại liên luôn. Bả mà xả đạn cái là tôi với ông mà banh xác luôn á. Trời ơi. Khó quá. Thôi được rồi. Chị Camui cứ ngồi nghỉ ngơi nha. Để bọn em tự lấy. Ok. Trời ơi. Tức quá mà. Thôi rồi, để em tự lấy cho. Mệt ghê á.
Bây giờ mình sẽ lấy cho mình mấy cục đất nữa bạn ơi. Đó, sau đó mình sẽ để lên đây nè. Rồi mình sẽ xây cho mình một cái cây cầu thật là cao nha. Đó, một cái cây cầu bằng đất đó bạn ơi. Sau đó chúng ta sẽ leo lên đây. Và chúng ta sử dụng cái gọi là cái này ta gọi là gì ta. À, cái mũi giáo nè. Để chúng ta chọi cái tổ ong nha bạn. Những bạn nào mà không biết cách lấy gọi là tổ ong an toàn á, thì mấy bạn hãy làm theo mình nha. Chúng ta hãy sử dụng một cái mũi giáo nè. Để chúng ta chọi vào đây thì nó sẽ không có ong nha bạn. Đó, thấy không? Không hề có một ong nào xuất hiện hết mà chúng ta vẫn có thể lấy được mật ong nha, coi nè, đó, chọi nè. Đó, thấy không? Mật ong rơi xuống nè, cái mật ong nè, đó, lượm đi cây. Lượm đi, lượm đi. Đưa đây. Chết. Từ từ hai người đừng có giành nhau, ở đây nhiều lắm, yên tâm. Ở đây nhiều lắm, em lấy chồng mọi người hết luôn. Ok ok. Lấy đi. Đập ra nè, đó. Đập ra nè, trời ơi, nhiều lắm. Đập ra nè. Ủa, bên trong đây nó có gì ta? Ôi, mọi người lên đây. Lên đây, em cho mọi người coi nè, trên đây có gì lạ nè, lên đây. Ui, khoan. Em mới vừa thấy trên đây nó có gì nè. Chị Camui đi ra, để em đặt đường cho chị leo lên. Nè, ở đây nè. Ui, mọi người ơi. Mọi người, lên đây. Ô, ở chỗ này tôi thấy nó có một cái gì màu xanh ở trong cái tổ ong nè. Trời ơi, nhìn lạ quá à. Wow, mấy mà chứ. Hả? Đập. Gì vào? Gì vào? Ủa, cái này là một cái cánh cổng hả? Hay sao mình phải vào? Đích xác là cánh cổng đó. Nó chính xác là một cánh cổng, trời ơi. Ủa, cổng hả? Thôi, lỡ đâu em chui vô cái cánh cổng này, các em bị gì sao? Thôi, chị Camui vô trước đi. À, trời ơi, tức quá các bạn ơi. Hai người này nó người ta có súng, người ta hù mình đó bạn ơi. Tức quá, mình không làm được gì hết. Thôi được rồi, để tôi vô được chưa? Trời ơi. Đúng rồi, vô lẹ đi bạn ơi. Ỷ có súng rồi, cứ móc súng ra rồi đe dọa tôi. Ok, rồi. Thôi, hy sinh vậy. Vô luôn. 1, 2, 3. Trời ơi, đừng giết con nha. Ủa, tại sao mình lại quay trở về làng Hero Team vậy ta? Ê, nhưng mà khoan. Tại sao quá trời mật ong ở đây vậy? Ủa, cây Ron ơi. Camui ơi, qua đây nhanh lên, Ủa, như phong kéo mình rồi chứ, đi. An toàn, đi, về. Qua đây. Thôi mọi người ơi, mọi người nhìn xung quanh kìa. Trời ơi, ở xung quanh đây toàn là mật ong không à. Trời ơi, là trời, cái gì vậy? Ủa, sao toàn mật ong không vậy? Trời ơi, mình thích lắm luôn á. Mật ong ngon. Trời ơi, cái gì vậy cây đón ơi. Trời ơi, ông làm gì vậy? Cái vấn đề không phải là có nhiều mật ong, mà là ông hãy nhìn đi, xung quanh đây chính là làng Hero Team mà. Nhưng mà làng Hero Team của chúng ta đang bị gọi là bao phủ bởi mật ong luôn. Trời ơi, nhìn nè. Cái nhà của anh Dịch nè. Nhà của anh Dịch mà nó còn bị gọi là mật ong đè lên luôn nè. Trời ơi. Trời ơi. Kỳ vậy. Ôi, chết rồi, chết rồi. Đây không phải là làng Hero Team nhỏ, thế giới khác đấy chứ. Ừ, em cũng không biết nữa, không biết cái này có phải là làng Hero Team hay không. Nhưng mà em thấy ở đây quá trời mật ong luôn. Em nghĩ cái này là cái làng Hero Team ở trong cái tổ ong á chị ơi. Ôi, ngơi thiệt chứ. Ôi, trời ơi, nãy mình lấy ong chi mà giờ làng Hero Team. Chết tôi rồi, làng Hero Team nó bị phủ hết mật ong rồi bạn ơi. Đâu, từ để mình xem coi cái này phải là mật ong thiệt không. Mình chui vô thử nha. Ôi, cái này đúng là mật ong rồi bạn ơi. Trời ơi, nó ngọt ngay à. Trời, mình chui vô tí chắc tí nữa mình béo phì luôn á, mình bị tiểu đường luôn quá trời. Mật ong nó ngọt ngay à. Thôi. Ủa thế không ơi, bánh mì đâu, lấy cho bánh liền. Trời ơi. Ngon quá. Ừ ha. Buồn ghê á. Nếu như mà bây giờ mà chúng ta có bánh mì là chúng ta lấy bánh mì chúng ta chấm mật ong chúng ta ăn rồi ha. Ê, nhưng mà khoan, bây giờ để em xem ở quanh đây còn gì không. Bây giờ em sẽ thử về nhà của em để xem có gì không mới được. Không biết ở trong nhà em có gì không ta, để vô xem thử. Ôi. Trời ơi, mọi người ơi, coi nè, nhà của em đầy mật ong luôn. Trời ơi, rồi xong. Em không còn thấy cái đầu của em đâu luôn chị ơi. Trời ơi. Ơi ơi. Ui, mà không biết trong cái thế giới tổ ong này có Sammy, có anh Dịch không ta, để mình có Simmy nữa không ta, để mình lên mình xem coi. Lên kiếm mọi người. Ôi, hình như là không có. Hình như cái này chỉ là một cái thế giới gọi là chỉ toàn là mật ong thôi chứ không có ai trong đây hết á. Ôi. Wow, nhưng mà cái phòng của mình nè, coi nè, ngập đầy mật ong luôn. Ui, thôi tôi đi ra ngoài đây, tôi không muốn trong này đâu. Tí nữa tôi bị gọi là tiểu đường, tôi chết luôn quá. Thôi đi ra ngoài đây. Đúng nha. Nếu sao mà vậy? Như thế này thì rốt cuộc là con ong chúa đâu rồi? Ừ, em có không biết nữa. Ê, đúng rồi, bọn mình đang ở trong gọi là thế giới mật ong. Biết đâu trong đây có một con quái vật gọi là một con ong siêu to khổng lồ sao trời. Ừ đúng rồi mấy bạn ơi, lỡ đâu trong đây có một con ong nó to hay là to nó tấn công một mình thì sao ta. Ui, nguy hiểm quá. Thôi bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Bây giờ bọn mình gọi là đi vòng đây đi, kiếm được cái gì thì lấy. Bây giờ bọn mình thoát không thôi là chết đấy. Ok, để tôi đập trời cái nhà. Trời đất ơi, ông ra. Trời ơi, ông nó bay tùm lum mặt luôn rồi. Trời. Em thấy ở trong thế giới này nó có nhiều thứ hay lắm luôn á. Wow, ok, xem coi. Ui,
trong đây có quá trời vàng luôn, là cái lụm. Ồ, xịn. Còn gì nữa ông ta, còn gì nữa? À trong đây có cái bồn cầu nè, ok lấy cái bồn cầu luôn đem về nhà. Cái bồn cầu chi bán cái gì? Cũng hơi thổi rùm luôn á. Lấy cái bồn cầu đem về nhà, trời ơi nhà em không có bồn cầu, đem về nhà xài đúng không? Vậy luôn. Thiệt mà, ok. Ở bên đây có gì đây? Ui, có cái trứng chiên nè, nhìn ngon quá, lấy luôn cái trứng chiên. Trời ơi. Ê bạn ơi, theo mình được biết là cái trứng chiên đã để được 1 năm rồi đó bạn. Ờ trứng chiên để 1 năm hả? Thôi cãi luôn, tôi ăn được luôn, cái gì tôi cũng ăn được hết á. Cãi đi. Thôi rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở về gọi là thế giới chúng ta thôi. Em không muốn ở lại đây đâu, lỡ một tí nữa có con quái vật ong nó giết em thì sao, thấy không? Trên trời quá trời ong bay luôn nè. Thôi em không muốn ở lại đây đâu. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi mọi người ơi. Ok. Chuẩn bị nha. Nhảy vô cùng lúc nha. Về đi. Ok. 1 2 ơi. Ủa khoan. Ủa tính ra là hồi nãy bọn mình chui vô cái cánh cổng xong bọn mình bị dịch chuyển đến chỗ nào nữa đây? Ủa chỗ này không phải là làng Hero Team. Ôi mọi người ơi, bọn mình đang ở đâu vậy? Hả? Mình đang ở trong một căn phòng toàn là ong. Căn phòng gì đâu mà có mấy con ong bay nè, mà còn có cả mực ong nữa. Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta đã bị lạc? Cái gì? Gì cay? Trước khi chết mình uống mật ong cho đã đây. Cay ơi. Tính ra là bọn mình không biết bọn mình có chết hay không, nhưng mà bạn nhảy xuống đó bạn uống mật ong riết là bạn bị béo phì, bạn chết thiệt luôn á. Trời ơi. Ok, để mình xem coi cái chỗ này phải tìm cách để thoát ra chứ. Trời ơi, ok, mình thử mình đập cái tường coi đập được không. Không đập được, trời ơi nó cứ ngắt kìa, không đập được luôn nè. Ui chết rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, bọn mình bị lạc ở trong cái thế giới nào rồi à? Ê nhưng khoan mọi người nhìn nè, trong cái kho đồ của chúng ta đang có giáp kim cương nè, với lại là kiếm kim cương, với lại là cây cung. Ủa cái này để dùng làm gì ta? Ủa mọi người có biết này dùng để làm gì không? Ê bây giờ bọn mình thử sử dụng, mình bắn mấy con ong thử coi. Bắn nè. Không được. Mày nè. Con ong này bắn không được mày các bạn nè. Ơi. Ok. Để mình xem coi có cái rương ở đây nè. Cái gì đây? Đây là trứng của vua gì? Nữ hoàng ong. Wow, nữ hoàng ong mấy bạn ơi. Đâu để mình đặt ra thử nha. Ui, con ong to dữ vậy. Trời ơi, mấy bạn coi nè, con ong to đùng luôn. Ây da. Trời nó quấn lên, nó quấn lên. Ây da mấy bạn ơi, con ong này nó chích mình mấy bạn ơi. Ây da, trời. Trời mọi người ơi. Quấn nó. Mày chích tao hả? Trời ơi, cái con ong này. Mày hỏi anh em đâu, quýnh hội đồng nó liền cho tôi. Mày chích là mày. Trời ơi, nó quýnh em rồi xong em chết luôn rồi chị ơi. Mày. Trời ơi. Sao nó mạnh như trời? Quýnh nó. Ui, chết rồi. Ui mọi người ơi, con ong nó chui ra trốn rồi nè. Đâu rồi? Ê, mọi người ơi nhìn nè. Con ong bị bọn mình quýnh xong đầu nó bị biến thành con ong nhỏ lại nè. Ok, bây giờ để em thử nha. Nhiều khi nhờ cái con ong này mà chúng ta có thể quay trở về được nhà đó. Để em thử đặt nó ra coi. Ê, nó lại hồi sinh nữa nè. Trời ơi, nó hồi sinh. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi. Em lại đặt nó. Em đâu có biết đâu, em đâu có biết đâu. Em tưởng là nó không hồi sinh. Ai về đó nó hồi sinh luôn các bạn ơi. Con này nguy hiểm quá vậy. Trời ơi. Quýnh nó đi cay, đúng rồi, quýnh nó. Mày bộ lão nè mày. Rồi xong nó rơi xuống đây. Ok, nó rơi xuống đây, nó chuẩn bị nó quýnh mình tiếp nè. Bộ lão, hình như nó thèm thịt không có phong. Ây da, rồi xong tôi chết thêm lần nữa rồi mấy người ơi. Trời ơi, chết hoài luôn á. Ui, trời ơi, nữa hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ui, sao mà lần này bọn nó triệu hồi được nhiều ong vậy? Trời ơi. Ui, mọi người ơi, lần này không phải là một con ong mà là đến tận gọi là mấy trăm con ong luôn á. Trời ơi phong bóp tim rồi. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi mọi người ơi, có ai không giúp mình với các bạn ơi. Các bạn hãy đừng quên là qua bên kênh của các thành viên của Hero Team kêu gọi mọi người qua đây cứu mình nha. Rồi xong mình chết rồi bạn ơi, bọn mình đang bị kẹt ở trong cái tổ ong rồi, không biết có ai đến đây cứu bọn mình hay không đây. Trời ơi, bọn mình phải cố gắng để vượt qua được cái tổ ong này mọi người ơi. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Mình sẽ cố gắng gọi là trong thời gian ngắn nhất để mình giết hết mấy con ong này mới được các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây mấy bạn ơi. Mình sẽ tìm cách để thoát ra khỏi cái tổ ong này mới được. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Nhớ nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Tạm biệt. Trời ơi, ok anh em, tiếp tục giết mấy con ong này và rời khỏi tổ ong thôi. Trời ơi, nguy hiểm quá.